Kính chào quý vị, hôm nay nhà Phương Đông rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật Tân cổ điển, hội tụ đầy đủ sự sang trọng và tinh tế. Thiết kế này là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp cổ điển quý phái và phong cách hiện đại tiện nghi, mang lại một không gian sống thanh lịch nhưng vẫn ấm cúng và thoải mái. Với đường nét kiến trúc tinh giản nhưng đầy đẳng cấp, đây chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự trang nhã và tiện nghi trong tổ ấm của mình. Căn nhà này là một trong những thiết kế tân cổ điển ấn tượng mà đội ngũ nhà Phương Đông tự hào giới thiệu đến quý vị với mã số BT292345, ngôi nhà mang phong cách tân cổ điển sang trọng, nơi mỗi chi tiết đều được trau chuốt tỉ mỉ để toát lên vẻ đẹp tinh tế và đẳng cấp. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là không gian sống lý tưởng, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và sự hiện đại, mang đến cảm giác thanh lịch và tiện nghi. Hy vọng mẫu thiết kế này sẽ truyền cảm hứng đặc biệt cho quý vị trong hành trình kiến tạo tổ ấm mơ ước. Căn nhà nổi bật với mặt tiền 7,9m và chiều sâu 12,2m, mang đến một không gian sống rộng rãi, tiện nghi trên tổng diện tích 176m2. Đội ngũ thiết kế của nhà Phương Đông đã bố trí các khu vực chức năng một cách khoa học và sáng tạo, tận dụng tối đa diện tích sử dụng mà vẫn giữ được sự hài hòa tổng thể với lối thiết kế thông minh. Ngôi nhà không chỉ đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, mà còn mang đến sự thoải mái và phong cách riêng biệt cho từng thành viên trong gia đình. Đây là mẫu nhà lý tưởng dành cho những ai tìm kiếm sự kết hợp giữa thẩm mỹ và công năng, mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn và đẳng cấp cho gia chủ. Khi bước vào tầng 1 của ngôi nhà, bạn sẽ được chào đón bởi phòng khách rộng rãi với diện tích 23,5m2. Không gian này được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên nhờ cửa sổ lớn, mang lại sự thông thoáng và cảm giác dễ chịu. Điểm nhấn nổi bật của phòng khách là hệ vách TV được thiết kế tinh tế, kết hợp giữa viền gỗ cao cấp và các tấm ốp đá tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp. Đây là không gian lý tưởng để gia đình quây quần hoặc đón tiếp khách với phong cách lịch lãm và ấm cúng. Tiến vào khu vực phòng bếp, bạn sẽ thấy không gian rộng 21,5m2 được thiết kế vô cùng rộng rãi và trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại. Phòng bếp không chỉ đảm bảo công năng sử dụng mà còn mang lại sự thoải mái và ấm cúng cho gia đình. Đặc biệt, khu vực này được bố trí thêm một lối đi phụ, giúp kết nối trực tiếp với không gian bên ngoài ngôi nhà. Thiết kế này mang lại sự thuận tiện cho việc di chuyển riêng tư, phù hợp cho các hoạt động chế biến thực phẩm hoặc nấu nướng ngoài trời. Đây là một giải pháp thông minh, vừa tối ưu hóa tiện ích, vừa giúp không gian bếp ăn luôn sạch sẽ và gọn gàng. Tại tầng 1, căn nhà được bố trí 2 phòng ngủ với diện tích hợp lý, mang lại sự riêng tư và thoải mái cho các thành viên trong gia đình. Phòng ngủ 1 có diện tích 12,2m2, được thiết kế để tạo sự rộng rãi và dễ dàng bố trí nội thất theo nhu cầu cá nhân. Không gian này phù hợp cho các thành viên lớn tuổi hoặc khách đến chơi nhà, mang lại sự tiện lợi nhờ vị trí gần các khu vực chức năng khác. Phòng ngủ 2 rộng 11m2, nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo đủ không gian nghỉ ngơi thoải mái. Cả hai phòng ngủ đều được thiết kế với cửa sổ lớn, tận dụng ánh sáng tự nhiên và giúp không gian luôn thông thoáng, dễ chịu. Tầng 1 được bố trí một phòng vệ sinh chung rộng 4,2m2, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho cả gia đình và khách đến chơi. Phòng vệ sinh này được thiết kế tối ưu với đầy đủ các thiết bị hiện đại, tiện nghi, vị trí thuận lợi giúp dễ dàng tiếp cận từ các khu vực như phòng khách, phòng bếp và hai phòng ngủ, đảm bảo sự tiện lợi và thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày. Lên đến tầng 2, chúng ta được chào đón bởi không gian phòng sinh hoạt chung rộng 16,7m2. Đây là nơi lý tưởng để các thành viên trong gia đình quây quần, trò chuyện và thư giãn sau một ngày dài. Phòng thờ với diện tích 9,2m2 được bố trí tại tầng 2, vừa đủ để tạo nên không gian trang nghiêm và ấm cúng, phù hợp với nhu cầu thờ cúng tâm linh của gia chủ. Vị trí và hướng đặt phòng thờ đã được thiết kế dựa trên các nguyên tắc phong thủy, đảm bảo mang lại sự bình an, tài lộc và thịnh vượng cho gia đình. Tầng 2 được bố trí 2 phòng ngủ riêng biệt, mang đến không gian nghỉ ngơi thoải mái và tiện nghi cho các thành viên trong gia đình. Phòng ngủ 3 với diện tích 11m2 được thiết kế gọn gàng, tận dụng ánh sáng tự nhiên qua cửa sổ lớn, tạo không gian thoáng đãng và dễ chịu, phù hợp cho nhu cầu nghỉ ngơi hoặc làm việc cá nhân. Phòng ngủ 4 có diện tích 17m2, rộng rãi hơn, thích hợp cho chủ nhân yêu thích không gian riêng tư thoải mái. Phòng được thiết kế tinh tế với đầy đủ nội thất hiện đại, mang lại sự tiện nghi và cảm giác thư giãn sau mỗi ngày làm việc. Vệ sinh chung tầng 2 được thiết kế ở cuối hành lang, có diện tích rộng 4,2m2, thuận tiện cho các thành viên trong gia đình khi sử dụng. Vị trí này đảm bảo sự riêng tư, dễ dàng tiếp cận mà không làm ảnh hưởng đến các khu vực sinh hoạt khác.
thiết kế ngoại thất nhà 2 tầng tân cổ này có sự phân chia rõ ràng giữa các khối nhà, tạo nên một tổng thể hài hòa và cân đối. Hình khối của ngôi nhà khá phức tạp, với sự kết hợp giữa mái dốc đỏ truyền thống và những đường nét hiện đại, đặc biệt là phần mái tre ở ban công tầng 2. Chiều cao của ngôi nhà được bố trí hợp lý, tỷ lệ giữa các tầng và giữa các phần của ngôi nhà tạo nên sự vững chãi, không bị quá cao hoặc thấp. Khối nhà chính và khối phụ với mái hiên và cột trụ vững chắc ở phía trước tạo ra một sự cân bằng tốt giữa các phần. Nhìn vào căn nhà, có thể thấy vật liệu chính được sử dụng là gạch ốp tường, kính và bê tông. Sự kết hợp này vừa mang đến sự vững chắc, vừa tạo điểm nhấn cho mặt tiền hiện đại. Mái nhà với ngói đỏ truyền thống mang đến cảm giác gần gũi. Trong khi các chi tiết hiện đại như cửa kính lớn tạo nên sự tương phản và sáng sủa, màu sắc chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trung tính trắng và nâu kết hợp với màu đỏ của mái ngói, tạo sự ấm áp mà không kém phần sang trọng. Vật liệu được lựa chọn đều bền vững, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam, đảm bảo tuổi thọ và tính thẩm mỹ lâu dài. Mặt tiền của ngôi nhà được thiết kế rõ ràng với những đường nét mạnh mẽ, nhưng vẫn có sự mềm mại nhờ các chi tiết phào chỉ trang trí tinh tế. Hệ thống cửa kính lớn giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, đồng thời mang lại vẻ đẹp hiện đại. Các chi tiết trang trí như lan can kim loại với hoa văn uốn lượn ở ban công tầng 2 là điểm nhấn nổi bật, tạo sự liên kết giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Cột trụ trước cửa ra vào mang phong cách cổ điển, nhưng được thiết kế gọn gàng và tinh tế, không quá cầu kỳ. Màu nâu của phào chỉ giúp làm nổi bật các đường viền, tạo sự phân tách rõ ràng giữa các mảng tường, trần và sàn. Điều này giúp các không gian trong nhà trở nên gọn gàng, có sự phân lớp và chiều sâu hơn. Cửa sổ được bố trí đều đặn ở các tầng, giúp tạo không gian mở và đón ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Kích thước của cửa sổ lớn phù hợp với kiến trúc hiện đại, giúp tạo sự liên kết giữa không gian bên trong và bên ngoài. Nhờ vào các ô cửa lớn, không gian sống bên trong ngôi nhà trở nên thoáng đãng và sáng sủa. Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa, góp phần tiết kiệm năng lượng và tạo sự thoải mái cho người ở. Ngôi nhà sử dụng mái dốc truyền thống kết hợp với hệ mái che ban công, tạo nên một sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Thiết kế ngôi nhà mà bạn cung cấp là một sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Sự cân đối về hình khối, cách sử dụng vật liệu và màu sắc, cùng với sự chú trọng đến chi tiết trang trí và không gian sống đã tạo nên một tổng thể hài hòa và đẹp mắt. Hy vọng mẫu nhà này đã mang đến cho bạn những ý tưởng sáng tạo và cảm hứng mới mẻ để tạo ra không gian sống hoàn hảo, phản chiếu đúng cá tính và phong cách riêng của bạn. Bạn cảm nhận thế nào về thiết kế này? Để nhận thêm thông tin chi tiết và tư vấn trực tiếp từ đội ngũ kiến trúc sư của nhà Phương Đông, đừng ngần ngại liên hệ qua hotline 0888625888. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.